chú còn một bạn là xung phong để bước lên sân khấu đó. Bạn nào? Rồi con, mời con bước lên sân khấu. Rồi bỏ cái nón ra, bước lên sân khấu nhanh nè, cô Tèo. Cô Tèo ơi, cô Tí nè. Rồi, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị và con cô bác, con thân chị. Rồi, được rồi, thì quý vị, mời quý vị đến với phòng ảo thuật của bạn này. À, và bây giờ ở đây thì chú có một cái tờ giấy. Đây, đây là cái tờ giấy. Đây, cô Tiên con không biết động đúng không? Bây giờ con nhìn nè, chú chị nói chung nha, rồi sau đó mình sẽ làm lại. À, bà con ơi, bà con nhìn cái tờ giấy có gì không ạ? Không lắm ạ. Thì con ở trên này là con gần nhất. Bây giờ con kiểm tra cho chú thử là trong cái tờ giấy này á, đây có gì không? Đó. Kiểm tra các anh nha. Không đúng không? Rồi, cái giấy này là con biết đứng tấm à? Rồi, nghe này. Tin là con đứng tấm nè. Tin là con đứng tấm đúng rồi. Đó, bây giờ tin đứng này nó dễ. Rồi, con đứng tấm xuống. Rồi, đứng nữa. Đúng thế, đúng đấy. Con giỡn á. Rồi đứng lại, nhìn thẳng vào con hỏi chứ đứng. Rồi, tin là con là thấy cái gì con nói nè. Rồi là con nhìn thẳng, thẳng, thẳng ra ra ra, thẳng là con hỏi chứ đứng. Nhìn thẳng chứ đứng. Ủa tên cho bạn mình đi hả? Ủa bộ thân đi hả? Cái bạn mình luôn. À, mình nghĩ là mọi người đang lo lắng cho bạn đúng không? Thế là con có thể gõ không thì con? Đây là cho mọi người là gì là an nguy của bạn vẫn là trên hết. Cái gì cho anh còn? Đây là chúng ta có ca sữa. Bây giờ chúng ta sẽ đổ từ từ ca sữa vào đây mà. Sáng đủ sữa chưa? Nó vô nhiều vết nước mà. Là gì luôn dữ vậy? Rồi là tiếp tục mọi người. Rồi vô đi nữa thôi. Đây là sữa thật hay là con sữa thật chăm chăm? Anh nghe thấy rõ không đó? Sữa sữa 100% nha. Rồi bây giờ rồi bây giờ mọi người đi các bạn đưa đến 1, 2, 3 tờ giấy lại 1, 2, 3 sửa đi mất à? Bỏ tay đi hả? Vô đây ra lại có một đó trong bụng không? Không thể nào cái bụng tôi đi tượng vô bụng đó rồi. Rồi cảm ơn con rất nhiều mọi người và sân khấu. Và bây giờ thưa mọi người chúng ta sẽ đến một phòng ảo thuật khá là đặc biệt. À, ở đây thì chúng ta có cái gì đây? Chúng ta đi ra trước nè. Còn là phía trước. Đây, đây chúng ta có hai cái quạt. Hai cái quạt đúng không? Đấy, con ở trong sân khấu nóng. Bây giờ mình sẽ bật cho quạt đó. Nó có gió, ra mát rồi. Chưa mặt cho mát rồi. Mát rồi. Rồi, như thế này. À, chúng ta sẽ rửa hai cái quạt đó. Đây. Rửa lên như thế này. Rất mát. Rồi. Rồi bây giờ tôi đi theo chợ cho chú Lê Nguyễn làm tiếp tục. Người bay lên phút trên bầu trời luôn. Vỗ tay đi. Vỗ tay cho tôi xin. Người hùng tí hôn của chúng ta. Hôm nay không phải là tí hôn mà là người hùng tổng đồ. Nhắm một mình theo lấy đĩa bay bay lên vũ trụ. Rồi chú Lê Nguyễn sẽ tôi đi cho tôi đi ngủ. Rồi chuẩn bị ngủ mê say luôn đi xe từ chưa giờ mệt quá giờ bắt đầu ngủ nha. Rồi ngủ mất tiêu rồi quý vị chú ý sự nổ bà con quá nè. Rồi cô đi ngủ mất tiêu rồi. Điều gì sẽ xảy ra trên chiếc giờ bay hồi hộp quá. Mới đi bán xíu mà con lên đó rồi hả? Con
cả nhà ơi, tự nhiên rất là lo lắng. Con trai của mẹ Như đang khổ mà. Dù sao, gia đình mình lắm động. Có người lắm động ra mấy thì con trai của hai người không hả? Có một đơn thần, Thảo Việt Trang, người bố của mình, quý vị cũng đang có chi nè. Tôi có điều chứ không? Không. Và chuyện gì sẽ xảy ra, biết khi đến thì cũng sẽ đến. Nghe được những giây phút này, nhân tinh đang từ từ không còn nằm trên cái địa nữa, mà nằm trên một khoảng không trống. Có khi nào đến cái bạch sinh không ta? Ngồi ngồi quá. Quý vị ơi, ảo thuật gia huy của chúng ta thôi đi, làm cho cô tư cũ nhập say, không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình, và nâng lên một cách nhẹ nhàng. Quý vị có thể nhìn thấy là tôi đưa cái tay mình vào trong nè, đó, không có gì hết. Quý vị thấy không, chỉ có hơi quạt thôi, hơi quạt đưa cho tôi đi bốc lên. Cô đi đây đừng có bóp khỏi mặt bớt lên mà không, đây, ngồi ngồi quá. Quý vị ơi, và cô Trinh đang ngủ rất là say. Hơi loạn cảnh làm cho cô Linh đang chìm trong giấc ngủ say rồi. Từ từ hạ xuống, tìm tìm đĩa bay đáp xuống trái đất của chúng ta. Và cô Linh sẽ thức dậy chào mọi con. Điều đó sẽ xảy ra chắc chắn. Cái đôi tay đi luyện của ảo thuật gia trẻ nguyên nguyện, cô Linh vẫn đang ngủ. Cô Trinh vẫn đang ngủ. Và con ơi, chuẩn bị thức dậy như con. Vẫn chưa thức dậy. Nào, dậy đi con. Vỗ tay. Tiếp một cái rất thành công. Trời ơi, người một tiếng hơn, bây giờ là người đồng một tòa đài. Con chào mọi người đi. Cảm ơn cả tụi nhà hình ảnh một cái buổi rất đặc sắc đến cho mọi người hôm nay. Cảm ơn con nha.